Diễm Thi và Trung Minh thân mến chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do với bản tin truyền hình sáng thứ Năm ngày 4 tháng 6 2015. Thưa quý vị, không chỉ cam kết mở rộng các cuộc thao diễn quân sự trên biển để bảo vệ an toàn hàng hải, Ấn và Hoa Kỳ còn đồng ý mở rộng nhiều hợp tác khác trong lĩnh vực quốc phòng. Hôm qua khi lên tiếng với báo chí tại New Delhi, ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Carter cho hay hai chính phủ có những ước mơ lớn từ hợp tác chế tạo động cơ máy bay cho đến hỗ trợ kỹ thuật để Ấn có thể chế tạo hàng không mẫu hạm. Người đang điều hành Lầu Năm Góc nói rõ, đây là những mục tiêu quan trọng mà Washington và New Delhi sẽ thảo luận chặt chẽ với nhau. Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã trở thành một trong những quốc gia đứng đầu danh sách cho những nước bán vũ khí cho Ấn Độ, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ giúp Ấn Độ về mặt kỹ thuật để New Delhi phát triển kỹ nghệ quốc phòng. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi Tokyo phải có phản ứng thận trọng đối với Trung Quốc là quốc gia đang giữ vị trí chính trong Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB. Trước cuộc họp tài chính giữa Nhật Bản và Trung Quốc diễn ra ở Bắc Kinh trong tuần này, một bản báo cáo do Đảng Dân Chủ Tự Do thực hiện sẽ được trình lên ông Abe vào ngày hôm nay, trong đó bao gồm cả ý kiến sau này có thể Nhật sẽ tham gia vào AIIB sau khi xác định rõ đường hướng hoạt động và cách điều hành của AIIB. Báo cáo cũng ghi rõ quyền quyết định có tham gia hay không là quyền của Thủ tướng. Ý kiến này được Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản đưa ra vì Nhật và Hoa Kỳ từ chối không tham gia vào AIIB, nhưng 57 quốc gia khác bao gồm cả Anh, Đức và Pháp đều đồng ý cùng Bắc Kinh thành lập ngân hàng này với khoản vốn khởi đầu là 100 tỷ đô la. Mới tìm thấy 26 thi hài của những người xấu số, chưa có thể biết số phận của hơn 400 người mất tích như thế nào. Đó là những tin mới nhất chúng tôi ghi nhận được liên quan tới vụ con tàu chở khách du lịch bị lật úp trên sông Dương Tử ở Trung Quốc. Các toán cứu hộ cùng hàng trăm thợ lặn vẫn làm việc liên tục ngày đêm, hy vọng sẽ kiếm thấy được những người may mắn sống sót kẹt trong khoang tàu. Tuy nhiên, cho đến giờ, ngay chính người thân của hành khách đi trên con tàu này cũng nói là họ chỉ biết trông chờ vào phép lạ, vì chính họ cũng biết tìm được người còn sống là điều thật mong manh. Và ông Dương Truyền Đường, Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc, nói rằng các toán cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian. Và cuối cùng, thưa quý thính giả, ai là người sẽ được chọn điều hành Liên đoàn Bóng tròn Thế giới FIFA để đổi mới tổ chức và lấy lại niềm tin của mọi người? Có lẽ đây là câu hỏi lớn nhất và được nhiều người nói đến nhất trong 24 giờ đồng hồ qua, ngay sau khi ông Sepp Blatter loan báo quyết định từ chức. Mặc dù mãi đến cuối năm cuộc bầu chọn mới diễn ra, nhưng tính đến sáng hôm nay đã có một số nhân vật được nói tới. Dẫn đầu chính là ông Michel Platini, cựu danh thủ của Pháp hiện đang giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng tròn Châu Âu UEFA. Kế đến là hoàng tử Ali bin Al Hussein của xứ Jordan, nhân vật chỉ vài ngày trước đây từng ra tranh cử đối đầu với ông Blatter. Liên quan đến ông Blatter, tin tức được phổ biến khắp nơi cho hay ông đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan FBI Hoa Kỳ sau khi cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ nhiều nhân vật thân cận với ông, cáo buộc họ tội nhận hối lộ và hối lộ. Cơ quan FBI từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến tin này, trong khi ông Blatter vẫn quả quyết là không hề làm điều gì sai trái. Một chuyện khác nữa là sau khi ông Blatter loan báo từ chức, Chủ tịch Liên đoàn Bóng tròn Anh là ông Greg Dyke liền lên tiếng yêu cầu mở cuộc điều tra xem chuyện mua bán phiếu có xảy ra trong cuộc bỏ phiếu chọn Qatar là nước tổ chức World Cup 2022 hay không. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình sáng thứ Năm ngày 4 tháng 6 2015. Diễm Thi và Trung Minh xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.